Điều tôi đang cảnh báo không phải là một trò lừa bịp những gì đang xảy ra vào lúc này và lý do tôi đã không thể xuất hiện ở chương trình Alex Jones. Và tối qua tôi đã không được phép nói ra những điều mà tôi sắp nói ra bây giờ. Tôi không làm việc cho chính phủ liên bang, tôi không được trả tiền bởi họ. Hãy để tôi nói lại điều tôi đã nói vào năm 2016. Có những thành viên danh dự của cộng đồng quân sự và dân sự tình báo của chúng tôi trong chính phủ, những người hiểu chính xác Biden đã, đang và sẽ tham nhũng như thế nào trong bộ máy dân chủ. Đây thực sự là một chiến dịch gài bẫy. Ngược lại với tất cả những gì mọi người đang nói, Trump đã biết trước những điều này sẽ xảy ra, Eric cũng biết trước những điều này sẽ xảy ra và đã cảnh báo cho dân chúng. Tôi cũng biết trước những sự việc này, tuy nhiên tôi đã không thể nói gì về đó. Điều chúng tôi đã làm là chúng tôi đã dùng công nghệ hình mờ trong mọi lá phiếu với công nghệ mã hóa QFS blockchain. Nói một cách khác, chúng tôi biết rõ từng lá phiếu đó ở đâu, đã đi đâu và ai đang nắm giữ nó. Vì vậy, đây không phải là một cuộc bầu cử bị đánh cắp. Ngược lại, chúng tôi đảo ngược toàn bộ cuộc chiến này theo binh pháp Tôn Tử, The Art of War, và Trump đã quá xuất sắc và tiếp tục xuất sắc. Lý do người ta không thấy ông ấy, và Alex đã đúng khi nói, ồ, tôi đã không thấy ông ấy đâu cả trong nhiều ngày. Trong binh pháp Tôn Tử, bạn lui lại để cho phép kẻ thù của mình mắc tất cả những lỗi mà chúng đang mắc phải, kiểm soát tình hình, phơi bày chúng, và rồi xuất hiện cho đòn quyết định cuối cùng. Và đó là những gì đang diễn ra lúc này. Chẳng có gì nằm ngoài dự đoán, tất cả nằm trong dự đoán, nằm trong chiến dịch gài bẫy mà chúng tôi đang thực hiện. Để tôi nói với các bạn, chúng tôi không chỉ đánh dấu những lá phiếu đó, mà giờ đây tôi có thể nói với các bạn, 48 giờ đồng hồ trước, cùng với vị trí của mọi người trong cộng đồng tình báo ở khắp mọi nơi mà chúng tôi đã tung ra, đó là hàng ngàn vệ binh quốc gia tới 12 tiểu bang khác nhau, Washington, Delaware, Texas, Arizona, Alabama và ở mọi nơi. Thì bây giờ quý vị phải thực sự xem xét và suy nghĩ lại tất cả những chuyện này thực sự là gì. Sự thiên tài của Trump nằm ở chỗ ông ấy có thể rút về ở bất kỳ thời điểm nào và thao túng đối thủ mà đối thủ không hề hay biết. Ông ấy đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Attack, steal the votes. Tấn công, đánh cắp các phiếu bầu. Đó chính xác là những gì ông ấy đã nói hàng tháng trời. Sau đó, ông ấy ám chỉ rất rõ ràng. Tôi sẽ sử dụng cả hai, cả cái trí thông thường và cả trí khôn của tôi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Những người như chúng tôi, những người trong cộng đồng tình báo, dù họ là ai, một lần nữa như tôi đã nói vào năm 2016, khi chúng tôi làm lộ diện chân tướng của Hillary Clinton và giờ đây theo sáng kiến của Trump, chúng tôi vạch trần gia đình Biden, Hunter Biden, Joe Biden, Jill Biden, Jim Biden, toàn bộ gia đình của ông ta, những kẻ đã tham gia vào cuộc chơi này và chúng đã bị kết án. Và các bạn đang thấy những điều đang diễn ra vào lúc này. Điều còn chưa được tuyên bố là chúng tôi đã in hình mờ với công nghệ mã hóa QFS trên mọi lá phiếu, một công nghệ mã hóa rất khó để phá vỡ. Và điều thứ hai là 48 giờ trước, chúng tôi đã triển khai, như tôi nói, hơn 20.000 hoặc nhiều hơn thế vệ binh trên toàn quốc và không ai nói về việc này. Và thực tế, tôi rất cảm ơn các hãng truyền thông đã không đưa tin về điều này. Và những điều đang diễn ra là các bạn đang được chứng kiến một chiến lược gài bẫy vô cùng tinh tường do Trump khởi xướng. Tôi chỉ đứng ở vị trí thấp nhất trong cuộc chơi này thôi. Và thành thật mà nói, mãi tới tối qua, tôi mới được thông báo rằng hôm nay tôi có thể nói một vài thứ về nó. Đó là lý do vì sao tôi không thể lộ diện. Và không giống như những gì các bạn nghĩ, đây không phải là một cuộc nội chiến. Chúng tôi không ngạc nhiên chút nào. Kế hoạch này đã được Trump xây dựng trong một thời gian dài, rất dài. Và tương tự như cách mà chúng ta biết về Hillary Clinton, tôi đã cảnh báo về cuộc đảo chính mà chúng tôi làm và đây là những gì chúng tôi làm để chống lại nhà Biden. Và đó chính xác là những gì chúng tôi dự liệu. Sự hủ bại của việc bầu qua thư của USPS, của dân chủ ở mọi nơi, ở bất kỳ đâu, không có gì ngạc nhiên ở đây cả. Và đó là lý do tại sao chúng tôi triển khai vệ binh quốc gia tới 12 tiểu bang khác nhau. Steve, rõ ràng là ông vừa mới tiết lộ có lẽ là một tin quan trọng nhất kể từ khi cuộc bầu cử này lên sóng. Tôi đang phải sắp xếp lại logic trong đầu mình.
Đó là lý do tại sao tôi giữ im lặng trong suốt thời gian bầu cử. Chính vì thế nên tôi rất yêu ông Steve. Thậm chí tôi có thể hôn lên môi ông ngay lúc này nếu ở cạnh ông. Vâng, có quá nhiều người đang theo dõi chúng ta. Steve, theo như logic của ông ở đây, việc bắt giữ không tránh khỏi sẽ bắt đầu diễn ra. Đúng, không chỉ bắt đầu mà đã được thực hiện. Khi anh nhìn thấy Corey Wandowski và Pam Biondi, khi thấy họ ở hạt Clay cũng như ở Philadelphia, đó không chỉ là một mối đe dọa, đó chính xác là những gì sẽ xảy ra. Nhiều người sẽ bắt đầu bị bắt giữ từ đêm nay, ngày mai và tiếp tục trong nhiều ngày tới. Và đây toàn bộ là chiến dịch gài bẫy mà tôi có thể nói, tôi được phép nói. Tôi không giải quyết các thông tin mật. Tôi không làm việc cho chính phủ vì tôi trung thành với Cộng hòa và tôi làm việc với rất nhiều người khác, những người trung thành với thể chế Cộng hòa này, bao gồm 16 cơ quan tình báo, các cơ quan mật vụ, các dịch vụ dân sự. Và họ đều rất tuyệt và họ đều giữ im lặng. Tôi đã được cho phép để nói những gì tôi vừa nói. Tôi không còn gì để nói thêm, nhưng không có gì ngạc nhiên rằng đây có lẽ là chiến dịch gài bẫy lớn nhất mà chúng ta từng có ở đất nước này. Rõ ràng là sự thiên tài của Trump, nhưng tôi cần hỏi ông một câu hỏi, dù đã muộn. Ý nghĩa của những hình mờ mã hóa trên các lá phiếu là gì? Nó sẽ giúp ngăn chặn việc kiểm đếm những lá phiếu giả mạo hay như thế nào? Nó sẽ được dùng như thế nào? Chúng tôi sẽ dùng nó theo bất kỳ cách nào mà chúng tôi cần dùng tới, liên quan tới việc kiểm đếm và nhận biết lá phiếu nào là giả, lá phiếu nào là thật. Đó là một mã hóa rất phức tạp. Vì vậy, nếu như quý vị vứt lá phiếu đó đi, thì bằng sự giao tiếp thông tin, tín hiệu mà chúng tôi có mã, chúng tôi biết chính xác những gì bị vứt bỏ đi, chúng tôi biết chính xác những gì được đặt ở đâu và chúng tôi biết chính xác ai nắm giữ nó. Chúng tôi biết chính xác nó đi về đâu. Tôi không thể nói gì hơn ngoài những điều này. Chà, đây là những thông tin tối quan trọng mà Steve Pochenik đã tiết lộ cho chương trình của chúng tôi. Và để tôi nhắc lại bằng bằng từ của mình, Tổng thống Trump và chính quyền của mình trong Nhà Trắng ở DC đã triển khai chiến dịch gài bẫy này khi biết rằng gian lận bầu cử sẽ diễn ra. Và Steve, ông nói rằng Trump đã nói về điều này hàng tháng trời, thực ra phải là hàng năm trời. Từ ngày 12 tháng 10 năm 2012, ông ấy nói rằng quý vị bầu cho ai không quan trọng, điều quan trọng là ai đang kiểm đếm các lá phiếu đó và hãy cẩn thận với gian lận bầu cử. Vì vậy rõ ràng là ông ấy đã biết rõ về những chuyện này. Quả thật, đây là một thiên tài, một cái nhìn thật xa. Trump xuất sắc hơn nhiều so với những gì mọi người nghĩ. Tôi biết Trump dù cá nhân tôi không làm việc cho ông ấy.